cái phù chỉ để củ khoai cúng Đức Thầy với ba ly trà. Có bà cầm củ khoai ngàn, củ khoai của ông Ngân đưa cho phụ nhập đó. Thì thấy ông ăn củ khoai, cái ngày nói mỗi lời con nói chuyện gì con làm ta đứng kế bên ta biết hết. Tức là nhờ Đức Thầy cũng đang đây nè. Ông nói vậy, ngài nói vậy, ta có hứa gặp con với đất mẹ, nhưng mà con bây giờ phải giữ gìn sức khỏe nè, phải nhẫn nại nè, không có được bồn chồn nè, và đồng thời phải khuyên mấy đệ tử trên thế giới phải tinh tấn, nhất là hòa hảo phải tinh tấn, thầy sẽ trở về. Hiện giờ trong đó cộng sản trà trộn vô hòa hảo phân nửa rồi, những người nào mà xỉa xói hội thiên chúng ta là nó là hòa hảo mới sau này. Tại trong hòa hảo cũng có cộng sản trà vô, trong Bủ Sơn Kiều Hương cũng có, Cao Đài là thôi tan nát hết rồi. Đạo nào cộng sản cũng đưa vô, tức là nó dùng cái chiêu sư tử trùng diệt sư tử nhục á, chứ nó diệt một lượt á thì dân sẽ loạn quá không, cho nên nó diệt 50 năm nay bằng cách nó tạo ra những hòa hảo mà cộng sản đổi kinh đổi này nọ nọ. Còn hôm nay mà ai mà chống đối hội thiên là nó đó. Mình phải coi cái hành động và lời nói, chứ mình đừng có theo họ búi búi tóc rồi họ lên họ giảng rào rào là họ là của Đức Thầy, không đúng nghe, coi kỹ. Cũng giống như mấy ông này thời nay lấy cọng cỏ, lấy cọng tóc của Phật á, vậy mà cũng dụ được biết nhiêu triệu người á, thấy không? Con nghĩ cái đó là đại tử Phật hả? Phật chỉ có thăm Thiên Long Sơn chúng ta, thăm sư phụ thôi, không có Phật nào mà đi thăm mấy cái người mà tham tiền mà tham danh đâu. Phật thời nay không có ở chùa nữa con. Ba cái chùa bự tượng to ở trên coi giống như cục đá cục gạch, chả là đá gì hết, cái tâm của chúng ta thôi. Giống như ông vua giờ đấy xây bảy mấy cổng thành, với bà còn thua có bà ăn mài cho cúng dường Phật giọt dầu, cuối cùng vua dọn đế bị chết đói giữa cửa thành, còn bà cúng dường cho Phật được thành Phật. Nghĩ nghĩ Phật chuộng cái gì, chuộng cái tâm hay chuộng 72 cổng chùa ổng xây? Coi lại đi, cái thầy nói thời nay nhân sinh á, tâm của họ lì chai đá khó lắm, khó mà cảm hóa họ đó. Lúc nào cũng khuyên phụ cái nhẫn tâm. Ngày xưa trước khi nhảy dù xuống đây thì con cũng đã có cái nguyện lực là xuống chịu khổ, mà tiền ngày xưa cũng đã bị khổ, hôm nay cũng phải khổ mới độ được chúng sanh. Lúc nào cũng vậy, các con có thấy một nhà họa sĩ vẽ bức tranh, bức tranh lúc đó đem về trời, còn lúc họa sĩ còn sống, bức tranh đem về bán cho không cũng không anh hành lấy nữa. Nhân sinh họ ngộ vậy đó. Cũng giống giờ mấy con á, mà có những người giàu có lòng tham á, cái lòng tham con người nó không có tính theo tỷ đô hay là người trong nhà băng có vài trăm đô nha. Người có vài trăm đô mà tâm rộng rãi, chơi xả láng là chơi xả láng, ngày mai đói là tính ngày mai đó. Còn cái hàng có 2 tỷ đô á, kêu nó đi ăn dĩa cơm mà chỗ nào mà bán hơn chỗ kia 2 đồng á, nó không ghé tiệm đó, nó ghé tiệm rẻ tiền, nó còn có tin không? Cái tánh tham gì họ tính từ chút, cái gì cũng có tính họ cứ sống bình thản đi, họ tạo cơ hội cho những cái người ta lo lâu người ta làm ăn cho người ta có chút tiền. Mình không phải là phí tiền, nhưng mà mình phải hiểu không? Có những người kẹo là cả đời vẫn kẹo, làm như vậy cho tới mấy chục năm, rồi tới lúc mà ngày mà lãnh cái bản án tử hình từ ông bác sĩ, đúng không? Cái đầu óc con người nó suy nghĩ như vậy đó. Nên tốt nhất chúng ta sống cứ tự tại. Mỗi ngày á, những bài kinh á, thì lúc mà khấn á, ngày ăn lành, đêm ăn lành, đêm ngày sáu thời đều ăn lành. Mấy con chỉ cần thuộc lòng cái câu với phụ dạy thôi. Còn ngày ăn lành, đêm ăn lành, đêm ngày sáu thời đều ăn lành, chúng con, gia đình chúng con đều ăn lành, thì mình thuộc lòng cái câu đó luôn luôn, lúc nào mỗi ngày mình nói 3 lần, thời đều ăn lành, tất cả chúng sanh đều ăn lành, thì cái đó là lúc mình đọc kinh. Nhưng mà mình phải thuộc lòng cái đó để mình tự mình nói trong lòng của mình,
chứ không phải mình đợi người ta chúc để mình có sự an lành. Khi mình tự mình chúc mình an lành là mình đã có an lành rồi, con có hiểu không? Ngày an lành, đêm ngày, sáu thời điểm an lành, gia đình chúng con cái chúng con đều an lành. Rồi nếu thương sư phụ nữa, đừng có đọc cái bài kia, nó dài lắm, mất của con một phút. Tại vì cái bài đó, mẹ, cái bài kinh của Thiên Tâm đó, mẹ đã chọn đúng một tiếng. Đứa nào đọc giỏi sư phụ là dưới một tiếng không à. Tại phụ thuộc, sư phụ rào rào lắm. Nhiều lúc sư phụ lướt chữ, nhưng mà cái mai sư phụ, cái đầu của sư phụ đã có chữ rồi. Lăng Nghiêm mà con mà thuộc lòng, con không bao giờ đọc bằng sách được đó. Con nhìn cái là con dắt liền à. Sư phụ lúc nào cũng dưới một tiếng là xong một cuốn kinh đó. Mà tự nhiên giờ thêm khúc đó, thêm khúc nữa mà không thuộc lòng nữa, là nó một cái gánh nặng trong cái thời điểm đó, con hiểu không? Cho nên Phật chế làm sao cứ giữ đúng như vậy, cái cuốn kinh sao động như vậy. Còn thương vô hụ thì mấy con á, vừa chúc cho gia đình con ngày ăn lành, đêm ăn lành, đêm ngày sáu thời điểm ăn lành, gia đình của con của con đi học đều ăn lành. Thì đang đi học ở đâu đó, sư phụ của con Thiên Tướng Kiệt ăn lành. Thì khi một câu đó thôi, sư phụ ở đây cũng nhận được, tại sư phụ có lực mà, không có mình học đó. Hiểu không? Thì cũng là giống nhau thôi, ăn lành đó. Hiểu chưa? Sư phụ có hai mẹ, mẹ mẫu là mẹ của sư phụ, nhưng mà mẹ là sanh ra tất cả các con luôn, sanh 96 dạng ước linh căn luôn. Rồi đứa từ là thảo cầm, đứa từ là đá, rồi từ từ thành ra người chúng ta. Thì mẹ cũng lo hết. Còn riêng sư phụ thì mẹ hóa thân ra cho sư phụ, sư phụ thuộc dạng hóa thân. Nhưng mẹ cũng có muôn triệu con ở trên ba tam thiên đại thiên thế giới, chứ đâu phải chỉ có riêng quả đất chúng ta. Thì sư phụ có một cái mẹ khác nữa, gọi là sư phụ thường gọi là mẹ vú, mẹ nhũ. Sư phụ kêu mẹ nhũ, tôi không có thể nói tên này được. Mẹ nhũ thì thường bên cạnh sư phụ, lo sức khỏe cho phụ, lo ăn uống ngày đêm giống như ngàn thất á. Mẹ nhũ là mỗi ngày coi mấy đứa này nấu cái gì cho phụ ăn rồi này nọ. Thì cái bài mà bắt để lên á là mẹ nhũ khuyên mọi người là thánh sư phụ sốc trường thọ. Tại sư phụ là cây đuốc lớn, sư phụ là tinh thần của mấy con. Thì cũng đúng, cũng giống như những cái Đức Giáo Hoàng hay những gì khác, ai cũng đều có cái lời chúc đó. Nhưng mà sư phụ, tánh sư phụ rất là hiên ngang, rất là cứng. Mình chưa có làm gì được cho đệ tử mình, chưa có làm gì được cho thế giới, cho nước Việt, cho quả đi cầu này, mà mình nhận lộc làm gì. Sư phụ chỉ mong sau khi cái bỉ cực này, năm cái ác của thế giới đi, thì cái thế giới này sẽ trả lời thời vàng kim cho những người có chánh nghĩa, những đứa con của ông trời, những con họ thiên. Thì nó sẽ không còn bất công nữa. Thì lúc đó sư phụ mới tội nguyện, mới được đi về phục lịnh. Còn chúng ta rằng bắt đầu từ đây cho tới cuối đời mà chưa có xong á, không biết kiếp sau phụ mang thân gì á. Chẳng lẽ không lẽ giờ sư phụ phải mang làm con của Tập Chánh Bình để mà nói như nước Tàu đừng có hiếp nước Việt hả? Phụ không có muốn làm con của Tập Chánh Bình hay là cháu nội của Tập Chánh Bình đâu. Nó là quỷ để nó đẻ con ra đi. Mà Tập Chánh Bình có chết rồi, cháu cố của nó đó, chính sách của nước Tàu lúc nào cũng đi cả nghìn năm cũng sẽ thôn tính nước Việt ở đời này và đời khác. Sau này sư phụ có cơ hội sẽ y như vậy, sư phụ sẽ lập ra một cái đường đi cho nước Việt nghìn năm, sẽ không bao giờ bị nước Tàu thống trị. Mỗi một ngày họ Trần họ Nguyễn trước khi ăn cơm lúc nào cũng hướng về Bắc để mà mặc niệm nửa giây, cầm đũa lên thì lúc nào cũng hướng về Hoàng Sa Trường Sa để mà mình biết là cái đó là mảnh đất của mình. Nếu mà có cơ hội sau này sư phụ sẽ lập một cái nhà tổ tông trăm họ trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa, để hàng năm mỗi người ra đó cúng giếng. Nơi nào có thờ miếu, có đình miếu là nơi đó lãnh thổ chúng ta. Nơi nào có bước chân của người Việt là đó là đất của người Việt. Đó là tại sao khi Mông Sơn sư phụ trắc trở, sư phụ thường tuyên bố sẽ có một cái appointment khoảng 5.000
unit, bỏ ra 100-200 triệu. Để sau này tất cả con họ thiên phương xa, tuổi lớn tuổi về cho phụ nuôi phụ lo hết. Ở đó để giữ cái đất thiên, giữ 500 mẫu mà sư phụ tặng lại cho nhân thế ở cái nơi tạm dung này. Chỗ này sư phụ chưa bao giờ nghĩ là cái nơi sư phụ sẽ sống trường sanh ở đây, sống già ở đây, không bao giờ. Tạm dung đây là sư phụ quốc tịch Mỹ từ năm 1985, qua Mỹ năm 80, 81, 79, và 1-2 năm sau cho phụ vô quốc tịch rồi. Tới bây giờ phụ là công dân Mỹ là nhiêu năm, 30-40 năm rồi, phụ chưa bị cái post gì hết. Một năm phụ phải đóng thuế ngược lại để nuôi cho những người nghèo Mỹ một năm mấy chục triệu. Lúc xưa phụ qua Mỹ này chỉ lãnh từ lớp 8 cho tới lớp 12, là tới 18 tuổi là nó cắt qua phe. Tính ra chưa tới 20.000 đô, mà mỗi một năm sư phụ phải đóng thuế lại cho Mỹ gần 20 triệu. Chưa tính là nhân viên của sư phụ 500 người đóng nữa. Con nghĩ Mỹ nó lời không? Nó đem một thằng sư phụ qua đó. Cho nên tất cả những người lớn tuổi, những người Việt, những người qua phe, những người ăn bệnh SSI hay là gì á, đừng có ngại ngùng. Tiền của sư phụ tôi đóng không à, không có phải là tiền của Biden. Mấy con nên nhớ gì phải hãnh diện. Một mình sư phụ đóng thôi là nuôi biết bao nhiêu người Việt trên nước Mỹ này. Bây giờ bao nhiêu người trung lưu của Mỹ phải đóng thuế để mà mở cửa biên giới, con thấy có bất công người ta không? Mình không nói chuyện này chính trị trên máy phim phải không, nhưng mà sư phụ chỉ muốn nói chỗ này để những người lớn tuổi cứ yên tâm, người nào ra người đó, không như kiểu Việt Nam đâu. Đại gia tức là ở Mỹ là đại gia, còn con đi làm lương kiểu nào mà con ở đây đâu phải như kiểu Việt Nam. Cái thằng mới lớn lên nó 20 tuổi mà mua chiếc Lamborghini cái triệu đô, có nghĩ tiền đâu mua à? Ở đây thằng nào mà chạy chiếc đó ra đường á, cảnh sát nó chụp lại liền á, nó điều tra liền á, mày bán trớt à, tức là phiền á. Ở đây con mua nhà cũng vậy, không ai mà cầm tiền mặt mà đi mua nhà 1-2 triệu. Chỉ có mấy ở bên Việt Nam chuyển tiền qua đây rửa thì qua may. Mà người có tiền này người ta cũng chẳng mua kiểu đó nữa. Người ta để trong băng nó, rồi người ta làm chuyện khác, rồi người ta trả mắc thuê mình, con hiểu không? Ở đây nó có cái cách sống của Mỹ, Việt Nam mình không có cái đó. Bây giờ tiền Việt Nam bây giờ thành tiền giấy. Bao nhiêu vàng đó người ta chôn dưới gốc cây cũng dụ đi ra đổi cái lá phiếu. Mấy vị nói cho hồi cách đây 3 năm rồi tức cười. Ủa, tiền Việt Nam nó thành tiền giấy được. Vậy mà hôm nay thành tiền giấy thiệt đó thôi. Cái phiếu tiền đâu mà bảo chứng. Nhà băng á, con rể nhiều tiền á, tự nhiên nó cũng bị mất nữa. Một cái xã hội dân không còn tin chính quyền, chính quyền không có thể tin đảng, đảng không thể tin, không còn tin lãnh đạo, lãnh đạo không có tin cái thể chế của họ nữa. Họ chỉ giấy với nhau ngày nào để mà dơ dét ngày đó, để mà họ tẩu thôi, giọt cho lẹ thôi, chứ họ không còn lo cho dân trong lúc này nữa. Nên nhớ, đó là sư phụ nói là thiệt. Hồn ai nấy dữ, họ nghĩ là đủ cách để mà lấy tiền của dân để họ giọt. Ở cái thời bị cực như vậy đó, con người nó khổ như vậy, khổ càng khổ thêm. Mình dí trước con dí 2 ngày, lại có đứa nó làm lỗi quá nhiều, nó lại cha 2 ngày. Nhưng mà thật sự thì đúng ngày thì ngày mai cha sẽ hiện về, sẽ xóa tội. Cũng giống lần trước mình ở hội trường á, cha đứng sờ sờ đó, mấy đứa lên đốt nhang đâu có hiểu gì đâu. Rồi đến lúc cha đứng lâu quá, cha đứng đó mấy tiếng, xong cái cha kêu sư phụ ra mà sau hè cái cha mới dạy dỗ mấy câu, mà cha mới thăng. Mà lúc đó sư phụ thấy thiên binh thiên tướng nó đứng từ núi Thiên Long Sơn dài qua tuốt trên núi, mà của mấy thằng nhảy dù bay luôn. Để mỗi lần cha đi xuống thế gian này á, đông người đi theo hộ giá lắm á. Vào khoảng thời Quang Tự là vua nhà Thanh, khoảng 1000 mấy á, thì lúc đó ở miếu cổ Hiển Linh, mẹ về mẹ giáng cơ ra cái bài đó. Cho nên người Tàu họ biết thượng đế. Đúng ra người Tàu họ tin tâm linh nhiều hơn mình, cho nên lúc nào họ cũng khôn mình. Cũng giống như giờ sư phụ biết được cốt của mấy con là cái gì. Đứa nào con chim thì nó thích bay nhảy, đứa nào tướng quân thì cái tánh nó hùng dũng, nó chỉ mang thân phàm thôi. Người Tàu họ có cái đó,
Cho nên họ coi những nhà lãnh đạo, người này cốt con chuột, người này cốt con kia, người kia cốt ông thần, thì họ mới đi muốn ông lãnh đạo nào lên mà chân mạng cao đó, họ rất là sợ. Có người hơn người là chân mệnh nghe không? Thì người Tàu họ coi những chân mệnh của nguyên thủ quốc gia. Sư phụ ngồi đây chứ sư phụ biết chân mệnh của nguyên thủ quốc gia toàn thế giới. Thằng nào là tốt con chuột, tao bảo đảm là cái nước này cũng sẽ tan hoang đó. Còn thằng nào làm trưởng bộ quốc phòng mà có con thỏ hay là có con mèo đi, bảo đảm nó mày dinh Hoàng Sa Trường Sa cho giặc. Sư phụ phải thấm cho nước Việt những cái năm thời đó, thời Nguyễn Chí Vịnh, thời những ông khác, thì phải thấm cho một người có chân mệnh cao để mà giữ chức bộ trưởng bộ quốc phòng là do sư phụ thấm. Tại vì trong đó ai biết từ thánh phạm, vừa là người biến chuyển mà tu sinh được, sư phụ có thể phạt được. Phạt mà không phải là sư phụ phạt mấy ông tướng phạt, nhưng mà ngày nào dù cũng thắng, thằng này nó bán dân bán nước quá đại khái. Thì kinh Địa Mẫu có thời từ đó. Rồi khi mà bên Tàu họ biết cha biết mẹ, rồi đến khi mà họ qua bên Việt Nam dịch ra tiếng Việt, dịch cái tiếng Việt, thì từ đó thần Tú á ra đạo Phật, thì mới xỉa xói cha mẹ. Tại vì cha là chánh, tà chánh với tà mà. Phật Thích Ca nói thời mạt pháp con của ma quỷ nó lên nó lộng hành, thì từ đó người ta không có biết về cha về mẹ nhiều. Cho tới ngày hôm nay phụ lên tiếng nói để cho họ biết. Mẹ đã nói về cái thời tận thế chúng ta, kinh Địa Mẫu là nói về tận thế chúng ta là cách đây hàng nghìn nghìn năm rồi. Sư phụ đã được đặt để vào vị trí này là từ thời Phật Thích Ca rồi. Ngài đã ấn ký với sư phụ rồi. Thời Phật Thích Ca tại thế cũng có mặt sư phụ mà. Trong lúc làm trà tì của Phật là sư phụ đứng đó mà. Chỉ là mang thân người thôi. Rồi tới đây bây giờ sư phụ cũng mang thân người. Chứ không phải là một cái chuyện mà vừa mới mấy ngày mấy năm mà ở trên sắp xếp kịp đâu, không có đúng, không phải. Cho nên những gì sư phụ nói thì là giống như một cuốn phim đi trước một chút để nhắc tù, để cho mọi người có thời gian chuẩn bị. Đó là lòng từ bi của sư phụ, đó là lộ cơ. Chứ còn cuốn phim nó chiếu là vẫn chiếu. Bây giờ vào cho Việt Nam á, bắt chồng có chết thật chết giả, hay là ông thủ tướng này lên thật giả, và Việt Nam ngày mai có thay đổi kiểu nào đi nữa, giải tán đảng cộng sản đi nữa, nhưng mà đến lúc phải ra đi, phải giao nước Việt lại cho con trời thì phải giao ra. Không có thay đổi được, con có hiểu không? Còn những người mà nghĩ mình thay đổi được, đó là chống trời, thì là mất đi cái duyên đời này. Là ở trên gọi là thu cái hồn lại đó, về để nhận tội. Nhận tội là không biết bị gì đó. Có thể là tội địa ngục, vô gián là tội nhẹ. Vô gián tức là tỷ tỷ năm với địa ngục. Cứ trời đi không ai thay đổi được. Tại vì ở trên á, cứ cho trái đất mình giống như một cái mảnh ruộng. Mùa này trồng ngô, mùa sau trồng bắp, mùa tới trồng dưa hấu, mùa nọ trồng cây xoài đại khái. Thì trái đất chúng ta như vậy, đến ngày đến giờ phải thay đổi thì là thay đổi một lượt. Chỉ có cái thời nay là cái thời cực kỳ bỉ cực, gọi là hạ quân, mà từ thấp thấp nhất tận cùng của xã hội, không còn biết cha biết mẹ là ai, không còn biết kinh Địa Mẫu là ai, mà trở thành thượng thượng quân á, để con người sống nhân hòa, để sau này nhân loại không còn ganh giới, không còn sự dị biệt, không còn sự kỳ thị giữa Mỹ đen Mỹ trắng, không còn Việt Nam và Mỹ. Sư phụ đang bị kỳ thị đúng không? Thì sẽ không còn cái kỳ thị nữa. Đạo cũng vậy. Chỉ có đạo Thiên Tâm là đạo của Thượng Đế duy nhất, được cha ấn chứng và thống nhất tất cả các đạo. Không có cái đạo nào mà đi giết người rồi nói cha thưởng. Cha là Phật, cha đâu có kêu xuống đây giết người đâu. Con thấy nhiều hay là không có đúng luật nhân quả rồi. Còn bên đạo Công giáo không có, con người mình rõ ràng có linh hồn. Tất cả mấy ông cha, tất cả Đức Giáo Hoàng cũng đều biết có linh hồn. Vì tại sao không có tin là có cái nghiệp quả? Mình làm gì mình phải lãnh cái tội đó. Ở đời con đi ăn cướp con phải ở tù,
thì chuyện của chúng ta mỗi ngày làm xuống đây đi học mà con không làm bài thì con bị điểm điểm xấu, điểm F là chuyện bình thường thôi, không có cái chuyện mà cha mà cứ tha hoài. Nhưng thật sự có, họ đúng một phần mà lâu lâu thôi, chỉ có chính vẫn là chúng ta tự lực tự đốt đuốc đi, bi chí dũng là chúng ta phải tự sám hối và bớt làm tội lỗi thì cha mới thấy lỗi. Chứ giờ lỗi tùm lum hết, năm nào cũng lỗi, năm nào cũng về Thiên Long Sơn để mà lại sám hối rồi mong cha xóa. Cha không có xóa nổi đâu, còn thù nó thiệt chút chút thì ok rồi. Bữa đó tôi mánh mung cái số tiền này vô túi của con mà làm cho người khác đau lòng không đúng. Con chuột thiên linh cá về, con bỏ tiệm neo của con bùa ngải để mà câu khách. Nhưng mà hôm nay tiệm con nó ế quá, là tự vì con ma nó bỏ đi thì ế. Người bắt đầu chạy tới ông cậu này ông kia để là để chuột bùa chuột ngải vô tiệm mình nữa. Cứ thế mà làm tội như vậy, con nghĩ cha tha không? Con ma nó có thể làm tiệm con đắt 3 tháng, nhưng mà khi nó bỏ đi nó làm tiệm con bằng phá sản á. Con muốn cái nào? Mình phải tự lực, con hiểu không? Chứ Hữu có thể giúp được giết trên cái đồng tiền để mà đem về chỗ tiệm con. Ok, cái này là thái tử giết cái thơ, cái thơ đi, cái thơ để mà giới thiệu vậy đó. Giúp đứa đệ tử này cho tôi nghe, nó phải có thật nó mới giúp được đạo. Nó không có tiền mà giá vai làm sao mà về lại được cha được mẹ đại khái. Thì Hữu giúp chút chút, nhưng mà phải nhờ ông thổ địa. Thì là tránh, mình đi đường tránh. Có nhiều người muốn đi đường tà, cứ đi chuột bùa chuột ngải treo đậy trong tiệm mà cái vụ khách chưa không, rồi mang cái đầu khùng cà khờ đi về Thiện Long Sơn. Chú Hồ ơi, con xin chút điểm. Tối ngày thù thấy có mấy đệ tử như vậy đó, mà khi thù giải thích thì không có chịu nghe. Suy nghĩ đi, ai đúng ai sai. Họ thiên chúng ta đứa nào mà cũng phải sáng sủa tinh tấn, thì lúc nào cũng motivate, cũng phải nghĩ. Nội mà cái áo dài không cũng không chịu mua 10 đồng để mặc nữa thì làm sao mà mình có cuộc sống vui. Chỉ có 3 ngày Tết thôi, đứa nào mà đổi áo nhiều là tôi biết đứa đầu óc tinh tấn rồi. Tới vì mình vui, chồng mình vui, con mình vui, má mình vui, ba mình vui, chị em mình thấy mình mặc là họ vui là mình có phước. Nhưng mà cái lòng của mình cũng vui, muốn theo họ thích rồi đó. Thích nè, vô đây có 3 bước nè, cà gồ cà gặp nè. Họ thiên chúng ta là phải năng động nha con. Đời cho đúng đời, đạo cho đúng đạo. Ngày hôm qua sư phụ đọc kinh ngồi thiền 2 tuần lễ, trong đó mấy con làm nổi không? Ăn chay ngồi thiền đọc kinh lại từ sáng tới chiều. Bây giờ đứa nào gỡ đùi sư phụ nó cứng như đá vậy. Lại cho Putin nè, lại cho Uẩn, lại cho Tập. Mày đừng có tấn công Đài Loan nha. Mày tấn công Đài Loan là tàu ngầm hạt nhân của Mỹ á, nó nẻ lên đó là nước Việt tao ngồi gần cũng hưởng khói này là cũng bị chắc phóng xạ phải không? Trời, giờ cái đuổi cứng vậy. Kinh Địa Mẫu có hàng nghìn năm rồi không? Mẹ nói về cái thời này chúng ta. Tại sao lúc mà sư phụ lập ra Kinh Địa Mẫu, đâu phải sư phụ lập, nhiều người nói ông này hay sửa kinh Địa Mẫu của Việt Nam người ta dày. Mẹ nói lời của mẹ thiệt á, chỉ có 30-20% thôi. Thì mắm thì muối, mẹ nào mà mẹ là mẹ của tất cả các Phật từ bi. Mẹ đâu có phạt thưởng ai hành tiêu tổ gì đâu, mà kiểu ông thầy Thích Trúc Thế Minh ổng hay xuyên tạc mẹ mình á. Ổng có cái clip ông chửi mẹ mình nát như tương đó con, ông thầy Thích Trúc Thế Minh á. Con về con coi lại đi, biết ông có lấy xuống chưa? Ổng không hiểu, nhưng mà đừng có nói không hiểu là không có tội nghe. Mặc áo vàng mà lên trên đài mà giảng pháp mà xuyên tạc mẹ mình. Sư phụ có coi mà, sư phụ đang còn giữ nhà kìa. Mấy ông nào mà làm cái gì sư phụ giữ đất cơm anh là hết. Tại sư phụ lên đây nói mấy sau này mấy ông nói chứng. Ê, cái mặt của Du lên hình này nó. Các con có quyền thâu sư phụ những lời sư phụ nói. Gần 280 cái clip nói tràn ra đại hải, các con có quyền thâu lại hết. Sau này sư phụ làm sai các con cứ đưa ra đối chiếu. Sư phụ chắc luôn á. Tại vừa nói bằng cái tâm mà, đâu có nói hay dối đâu. Khi nào thù chế ra thù mới sợ. Kinh Địa Mẫu mới của mình Thiên Tâm, mẹ bỏ vô
là để cho nhắc lại là có cha trời mẹ đất. Có cái lon sữa bò là lưu truyền 90.000 năm nay. Đảng Cộng sản họ không có muốn mình biết cha biết mẹ, chỉ biết đảng thôi á. Thì họ từ từ họ làm luôn mà, là chuyện của họ. Nhưng mà thời nay có thụ ngồi đây, thời của Phật Thánh Tiên tại thế để mà lo cho nước Việt, thì sư phụ phải làm khác, phải nói lên sự thật. Thì mỗi lần cúng kinh hồi xưa, sư phụ lấy nguyên cúng kinh cũ bỏ vô đạo Phật. Hiện bây giờ là Xí Đòi. Phật Thích Ca nói á, lúc mà thời mạo pháp Ma Vương mặc áo vàng cạo tóc để mà làm phá nát cái đạo của nhà ngươi đó, nghe cụ Đàm, thì Phật khóc, Phật rơi lệ đó. Thì hôm nay là Phật Xí Đòi, con thấy không? Hồi xưa Phật đi khất thực để mà tạo phước cho chúng sanh. Hôm nay mấy ổng có ngày cứ lập từ thiện này từ thiện nọ để mà lấy tiền người ta đi cho ra không à. Chùa nào cũng bự cũng giàu hết. Xí Đòi còn không ông nào mà đọc Lăng Nghiêm hết trơn á, để máy không. Tại mấy ông Phạm Giới ông đâu đó đọc Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm là thần lực rất là màu nhiệm. Thế giới này những vị thầy tu mà chân chính, họ thấy mấy đứa con họ thiên mà đọc Lăng Nghiêm họ rất là kính nể đó. Không phải ai muốn đọc Lăng Nghiêm mà đọc đâu. Người nào mà thân thể mà không có thanh tịnh mà trượt nhiều quá, con mà đọc Lăng Nghiêm lúc đầu mấy tuần đầu á con khó chịu lắm, bực bội lắm, gặp ai con muốn cắn hết trơn á. Đó là vì mấy ông thần á, mấy ông ấy bản thân có vô không ăn chay, còn gần với vợ rồi gần với chồng rồi còn đang có kỳ nữa mà đọc Lăng Nghiêm á, ông quật cho con mệt á. Nhưng mà khi mình qua cái đó rồi mình mới biết, mỗi một ngày á mà con mà không đọc con bị nghiền á. Mà ai mà đọc Lăng Nghiêm trên thế giới này á sẽ không bao giờ bị người ta gạt, lúc nào ý chí cũng mạnh hết. Tại vì cái chí mình mà xìu xuống là bảo đảm cái nhà băng mình bị vơi vần đó. Vì đại vụ á, lúc mà sư phụ lập trên điềm mẫu, sư phụ để bàn thờ, cái mỗi lần mấy mẹ về mẹ hiện trước mặt sư phụ, cái mà để cái tay lên Phật mà Phật đọc đâu như kiểu như mình làm từng trang phải không? Để cái trang 700 cho tới trang 735 á, con bỏ ra đi, bớt lại ở câu đó, số đó bớt lại thế này. Ở thời đại văn minh á, con phải làm sao, phải có sám hối. Cái sư phụ bỏ mới quản hồn, mới bỏ 36 sám hối vô. Tại vì sau này chúng ta đời với đạo song hành, đời đúng đời, đạo đúng đạo, chúng ta rất là bận rộn. Thì từ đó sư phụ bỏ sám hối vô, con phải làm sao khoảng dưới một tiếng một thời kinh là đầy đủ hết. Thì một đời này ai cầm cuốn Lăng Nghiêm sẽ được về với mẹ. Thủ nó thật. Chứ còn cà gục cà gù đọc kinh mỗi ngày, còn muốn sám hối thì phải có buổi lễ sám hối, họ bác quan trai thế này nó rùm ra. Ai đọc kinh Lăng Nghiêm ở thời nay một ngày buổi sáng bằng người đi chùa 3 tháng cho tới năm. Nó hữu ích như vậy đó. Tại vì trong đó còn lại tới của những vị Phật quá khứ, của ngàn vị Phật quá khứ, ngàn vị Phật hiện tại, ngàn vị Phật tương lai. Con đại diện cho thiên đình lại dùm nữa. Trời ơi, mấy vị tiên với mấy vị Bồ Tát cảm động nó, trời ơi, mấy đứa con tôi xuống trần nó ngoan quá, nó xuống lại dùm tôi. Tại Bồ Tát trên trời cũng có lỗi với cha đúng không? Thần cũng có lỗi, con lại dùm mấy ông thần. Uống chi là ông nhạc phụ Long Dương ở dưới cũng có lỗi dưới. Tại con này phải đi ăn con nhỏ cũng có lỗi. Mình lại dùm cho Long Cung nữa, trời ơi mấy vị cảm động. Mấy vị có gia hộ họ thiên chúng ta không? Gia hộ á. Cho nên cuốn kinh Thiên Tâm á, hôm nay là cuốn kinh độc nhất vô nhị của cái thời đại này, mà được hội đồng chư Phật, Phật Bản Âm, tất cả các chư Phật và mẹ đã ấn chứng cho chúng ta đọc. Cho nên không có nên thay đổi nhiều trong đó. Một thời kinh nói như vậy là như vậy. Kinh đó là đã lược lại hết những lời đó, những lời thật. Mà quan trọng nhất, kinh bên những nơi khác lấy ai làm kiểm chứng? Cho nên nhớ, lấy ai để mà ấn chứng là cuốn kinh này không có sai, làm những chuyện này không sai? Thường thường những vị tổ cũng có một chút cái ngã, họ sửa một chút. Giống như giờ con đi vô chùa
họ cũng đọc Lăng Nghiêm thập chú như chúng ta đúng hay trang đúng không? Nhưng mà con vô bảo đảm con không hiểu. Còn cái này á, mẹ kêu dễ, tại mình đọc cái gì mình hiểu. Tâm chánh định như như bất động, Phật ba thân nhân thế khó tin, trăm ngàn muôn kiếp đổ điên đại thắng. Rồi Phật quá ra ngàn bông sen, mỗi bông sen có hoàn cánh, mỗi cánh có những vị Bồ Tát đại khái. Tức là mình đọc tới đâu mình tưởng tượng liền, mình nhắm mắt cầu Bồ Tát trong bông sen, mỗi bông sen hiện ra ngàn cánh. Con thấy có ý nghĩa đúng không? Còn con vô mấy chùa con đọc, mấy ông này đọc theo cái tiếng của bên ngày xưa đó, cũng là tiếng Việt nha, mấy con không hiểu cái nào màu nhiệm hơn. Nhưng mà Lăng Nghiêm á, nó là một cái combination, một cái cốt, một cái bậc mã, mà mấy trăm cái bậc mã là tên của những vị Bồ Tát cao cấp đó, mở ra cái kho tàng mở ra. Thì kinh nó là như vậy, nó là tên của những vị Bồ Tát. Khi mình đọc đúng hết á, thì những vị open ra, cũng giống như cái mật khẩu gì phải không? Nhưng mà phải đúng số, phải đọc hết, mở ra hết, mở tâm. Sau này về đạo, người Mỹ cũng vậy, họ sẽ lấy cuốn kinh Thiên Tâm này, họ sẽ dịch ra. Ở trên thế giới bên Đức cũng có, cũng người ta bắt đầu dịch cho tiếng Đức, tiếng này tiếng kia để cho loan truyền. Nó cũng là Phật thôi, tại vì cái hành tinh chúng ta là nó đã có mấy trăm nghìn năm rồi, Diệp Vô cũng sống với ta cả triệu năm rồi. Hiện giờ hôm nay chúng ta, họ cũng tu Phật, họ cũng thờ Phật, cho nên tại sao những cái cổ tích mà người ta không có biết nguồn gốc vẫn thờ tượng Phật. Thì thời đại chúng ta hôm nay cũng vậy. Không phải Phật Thích Ca ngày đầu có nói ngài là giáo chủ, ngài chỉ nói ngài là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Mà Phật Thích Ca cũng là một thái tử con trời. Thường những người thành Phật á, họ cũng đã từng làm vua, làm chuyển lương thánh dương nhiều lần, và cha sai mẹ bảo đi vào thế gian nhiều đời nhiều kiếp nhiều màn, màn nào cũng để danh thơm truyền kỳ. Thì Phật Thích Ca cũng vậy, trên ngày mới thành Phật. Sư phụ cũng đã để danh thơm truyền kỳ của nhân loại rất là nhiều màn rồi, tôi không ngồi đây kể hết, tại vì con người bây giờ chắc nhiều quá. Chứ bây giờ tự nhiên một người trên trời rớt xuống đây cái rằm, một người dưới đất trội lên mặt nước, rồi cái tối ngày cái lạng xe vòng vòng, mới cuối cùng bây giờ mấy con có danh từ sư phụ sư mẫu về nhà ở Long Dương, mấy bà năm bà chị tự là ngủ Long công chúa, bà là gái út của Long Dương con cưng phải không, hỏi rằng là trong nhà sư phụ là mấy đứa thiên với chị em về đi lãng giảng đầy ở nhà hào quang đầy hết. Tôi đâu dám đụng tới, mỗi lần đụng không cần biết, cha với mẹ của mình hiện về, Long Dương Long Mẫu hiện về, con phải xin lỗi công chúa, không cần biết công chúa có lỗi hay là ai lỗi, mà tánh sư phụ không biết rồi đó. Cái nào mà sư phụ bực lắm là ra ngoài ngoài chùa có mấy cái nhà nhỏ nhỏ ra ngồi thiền, hay là lái xe đi lên núi. Nhưng mà lúc nào bao nhiêu năm nay sư phụ đều nhận lỗi hết, nên đường nào dù cũng thua. Đây xưa dù xuống dưới Long Cung á, vậy quá là bể cái Ngọc Châu Long Đình á, cho nên hôm nay nhân loại mới rớt xuống biển mới bị chìm á. Chứ hồi xưa cái chết của mình á, nước nó không có làm cho con người bị chết mà rớt xuống cũng giống ở trên cái miếng vải vậy, giống như cái xương sáo vậy đó. Từ đó cái bể Ngọc Châu Long Đình á, lâu lâu mấy con cũng nghe lại mấy cái lời điển của sư phụ viết 513 câu á, mấy con mới hiểu được cái cốt ý của mình đúng không. Lúc đó sư phụ ra cái đó hẹn lại kỳ sau những chuyện ly kỳ ai muốn nghe không. Sư phụ còn tập 2 chuyện ly kỳ, nhưng mà bây giờ ra hơi sớm, đến khi nào tại vì cái đó là mấy vị cho một cách gọi là đột phá. Ở thời này mà có những cái chuyện siêu nhiên như vậy mà là thiệt, thì làm cho con người rất là khó hiểu, rất khó tin, con có biết không? Nhưng mà mẹ nói con cứ làm, nước nhiều sẽ thấm đất. Bề trên nói vậy đó,
cứ từ từ nước nhiều sẽ thấm đất. Cuốn kinh Thiền Tâm nó màu nhiệm hơn, và nó ngày thường chúng ta tu tập tất cả các con làm gì làm, có lạc lối, có về nhà, có bao nhiêu chuyện buồn bực gia đình stress kiểu nào, cũng phải gán đọc để cho mình chỉnh lại.